Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Lào Cai ngày mới hôm nay, thứ Bảy, ngày 3 tháng 2. Chúc quý vị và các bạn khởi đầu một ngày mới thành công và nhiều may mắn. Vâng, cảm ơn anh Huy Trường. Một lời chúc rất là nhiều ý nghĩa trong ngày hôm nay. Vâng, mùa xuân Mậu Tuất năm nay thì đánh dấu một mốc mà Đảng ta tròn 88 năm tuổi. 88 năm qua thì dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang, lập nên nhiều kỳ tích. Vâng, đúng vậy chị Lê Quyên. Và phát huy truyền thống đó thì Lào Cai đã giành được những thắng lợi to lớn, trở thành một trong những địa phương đi đầu ở khu vực Tây Bắc của Tổ quốc. Và đóng góp vào sự phát triển đó thì không thể không nhắc đến vai trò của những cán bộ lão thành. Và nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập tới trong ít phút nữa của chương trình. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện đáng chú ý. Những tin chính có trong mục chuyển động ngày mới. Thành phố Lào Cai duyệt màn sử thi lễ hội đền thượng Xuân Mậu Tuất 2018. Văn bản tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói cho người dân trong dịp Tết. Mường Khương chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc. Tại nhà hát Tuồng Việt Nam, thành phố Lào Cai đã duyệt màn sử thi lễ hội đền thượng Xuân Mậu Tuất 2018. Màn sử thi lễ hội đền thượng Xuân Mậu Tuất sẽ có sự tham gia của hơn 70 diễn viên nghệ sĩ đến từ nhà hát Tuồng Việt Nam. Màn sử thi có thời lượng 45 phút, gồm 3 chương. Chương 1 là Nguồn Cội, chương 2 Linh Thiêng Đền Thượng và chương 3 Ngày Mới. Tái hiện lại lịch sử hào hùng cách đây hơn 700 năm và quá trình xây dựng bảo vệ quê hương của nhân dân các dân tộc Lào Cai. Nhà hát Tuồng Việt Nam rất là vinh dự và cũng cảm thấy tự hào được làm màn sử thi về một người anh hùng dân tộc như Đức Thánh Trần. Thì tất cả cán bộ, nghệ sĩ, công nhân viên, diễn viên nhà hát Tuồng Việt Nam rất hồ hởi, phấn khởi và đã tập luyện trong thời gian rất dài để có được cái màn sử thi làm thế nào đấy để tốt nhất đem nghệ thuật tuồng lên trên thành phố Lào Cai cho tất cả các bà con ở trên đấy. Chương trình cơ bản đáp ứng được yêu cầu về nội dung và thời lượng, khơi gợi được cảm xúc, bám sát vào hình tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và khắc họa lên một thành phố Lào Cai phồn vinh phát triển. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đã tổ chức chương trình Tết An lành Yêu thương, trao quà Tết cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai hiện có trên 800 sinh viên, theo học hệ chính quy, trong đó có trên 80% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đến từ các địa phương của tỉnh, và có tới trên 600 em thuộc gia đình hộ nghèo và cận nghèo. Tại chương trình, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội chữ thập đỏ khối các cơ quan tỉnh, Bưu điện tỉnh Lào Cai đã trao 160 suất quà Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường. Ngoài ra, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và các đơn vị tài trợ cũng đã trao nhiều phần quà Tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em đón một cái Tết sum vầy, đầm ấm. Ngày 2 tháng 2, huyện Văn Bàn đã tiếp nhận và cấp phát gạo từ Cục Dự trữ Quốc gia cứu đói cho người dân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đợt này, huyện Văn Bàn đã tiếp nhận gần 50,4 tấn gạo cấp phát cho 823 hộ, 3.359 nhân khẩu ở 23 xã, thị trấn của huyện có nguy cơ bị thiếu đói trong dịp Tết. Mỗi nhân khẩu được nhận 15 kg. Ngay trong buổi sáng, tất cả số gạo trên đã được huyện Văn Bàn kịp thời cấp phát cho các xã, thị trấn. Sau đó các xã, thị trấn sẽ tiến hành cấp phát gạo cho người dân tại các thôn, xóm. Với mục tiêu không để một hộ nghèo nào không có Tết, trong những ngày này, huyện Văn Bàn cũng đã tổ chức đi thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho hàng trăm đối tượng thuộc gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa trên địa bàn huyện. Trước tình hình rét đậm rét hại vẫn tăng cường, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Khương đã chỉ đạo các thôn bản triển khai phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Xã Pha Long, trong những ngày này nền nhiệt độ tại địa bàn xuống thấp khoảng 2 độ C, cấp ủy chính quyền xã đã trực tiếp xuống các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động bà con chủ động giữ trữ thức ăn, gia cố, che chắn chuồng trại để tránh gia súc bị chết vì đói rét. Chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho châu bò trên địa bàn. Ở trong thôn này thì một số hộ đã cho trâu bò xuống gần chỗ bờ sông để chống rét, để hạn chế cái thiệt hại có thể xảy ra cho bà con nhân dân trên địa bàn. Gia đình chị Giàng Thị Mỉ, thôn Xín Trải, xã Pha Long có 5 con trâu. Để tránh thiệt hại về tài sản của gia đình mình như những năm trước, năm nay gia đình chị Mỉ đã chủ động xây lại chuồng trại, đồng thời trồng thêm cỏ và dự trữ thêm rơm khô cùng các chất tinh bột khác như sắn, ngô để làm nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc. Trong mấy ngày qua ở đây rất lạnh, tôi đã chủ động nấu cám trộn với rau cải cho trâu ăn, đồng thời quây bạt kín không cho gió lùa vào. Hiện gia đình cũng yên tâm, không sợ trâu bò bị đói rét nữa.
Thời điểm này, các địa phương cần thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh, thông tin kịp thời để người dân, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, chủ động phòng tránh. Các hộ chăn nuôi cũng cần quan tâm theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để kịp thời làm tốt việc phòng tránh rét cho đàn vật nuôi. Dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày 3 tháng 2. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng núi cao nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 4 đến 8 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ âm 1 đến 3 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 4 đến 8 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Tiếp theo chương trình, mục ống kính góc rộng, vai trò của cán bộ lão thành cách mạng trong công cuộc xây dựng Đảng. Trong mục nét đẹp cuộc sống, người dân thu nhập cao từ sản xuất rau an toàn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong kháng chiến, Đảng lãnh đạo nhân dân làm nên nhiều chiến công vang dội, đất nước được hòa bình và Đảng cũng đã lãnh đạo nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mừng Đảng 88 năm tuổi, nhiều cán bộ lão thành cách mạng ở Lào Cai vẫn đang tích cực trong mọi hoạt động, nêu gương sáng để các thế hệ con cháu, cán bộ địa phương học tập và noi theo. Cánh đồng thôn Làng Kim, xã Quang Kim giờ là khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vẫn trên nền đất cũ, những cây rau truyền thống nay được áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới đã mang lại cho nông dân ở đây có thu nhập cả tỷ đồng mỗi vụ. Cụ Hù Thị Mù, năm nay đã 90 tuổi, vẫn nhớ rất rõ về quãng thời gian làm cán bộ phụ nữ của huyện. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, cụ Mù đã vận động gia đình hội viên phụ nữ thực hiện chuyển đổi giống cũ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất. Những chân ruộng được chăm sóc tốt, sản lượng thóc đã đạt đến 280 kg mỗi sào, có khi bằng 5-6 gánh lúa ngày xưa. Với kinh nghiệm của người phụ nữ cán bộ 56 năm tuổi đảng, cụ Mù thấy rằng cần phải làm tốt công tác vận động quần chúng, nêu gương sáng của đảng viên ở cơ sở để người dân địa phương học tập làm theo. Nhất là công tác tư tưởng, để họp mãi, họ thông, họ tự giác. Thì có đảng đánh đạo thì có đảng bảo vệ, mà chẳng sợ gì cả. Cũng là cán bộ đảng viên nữ và nguyên là bí thư chi bộ xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, cụ Triệu Mùi Pham vẫn đang nỗ lực tuyên truyền, vận động con cháu trồng cây quế để xóa đói giảm nghèo. Xã Nậm Đét, địa phương được xem là thủ phủ của cây quế trên đất Lào Cai. Kinh nghiệm trồng quế của cụ Pham đã được truyền đạt cho nhiều thế hệ. 38 năm là bí thư chi bộ xã Nậm Đét, cụ Pham đã vận động người dân không du canh du cư mà ở lại thôn bản để làm ruộng nước và bắt tay trồng quế. Theo cụ Pham, việc xây dựng chi bộ vững mạnh sẽ làm nền thành công cho nhiều chương trình tại cơ sở. Trong một người giảng viên phải cái gì phải chấp hành tốt, phải đoàn kết trong nội bộ, chi bộ mới được trong thành hết. Ông Hoàng Trá Quang, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp tỉnh Lào Cai những năm 60 của thế kỷ trước, người gần như dành cả quãng thời gian công tác cho nông nghiệp Lào Cai cho rằng, người đảng viên tốt phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Là cán bộ lãnh đạo, nhưng ông cùng với nhiều cán bộ khác cũng dắt trâu đi cày cùng cây lúa với nông dân. Bằng những việc làm cụ thể, ông Quang đã vận động nông dân nhiều địa phương thực hiện phong trào ủ phân để bón cho ruộng lúa. Cách làm này đã giúp cải tạo đất, tăng năng suất cây trồng, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh lương thực. Trong công tác đào tạo cán bộ đảng viên, cách làm của ông Quang vẫn còn giá trị đến hiện tại. Đó là cán bộ đảng viên muốn phát triển được phải trải qua thực tế, phải được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở và có kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc. Công tác xây dựng đảng mình phải đi trực tiếp ở xã. Ví dụ chủ trương của tỉnh ủy bảo là phải xóa thôn trong đảng viên. Thế mình phải xuống tận xã xem nông nghiệp của nó làm như thế nào. Nó gương mẫu không? Nó có đi hứa hẹn xuống với dân không? Hay là nó làm thực tế? Phải lấy cái thực tế mà kiểm nó, xong rồi mình mới so sánh với điều lệ đảng xem nó như thế nào, thì nó hăng hái, nó bảo nó sẽ làm như thế này như thế kia, thì mới bắt đầu phát triển đảng xong mới đưa đi bảo với huyện là đưa nó đi học đối tượng, khi là nó đã đạt yêu cầu thì nhất trí với nó cho nó kết nạp. 88 năm có đảng lãnh đạo,
những thành tựu mà Lào Cai đạt được trong năm qua là sự nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị và của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng và quý báu của các cán bộ lão thành. Những kinh nghiệm hay, những ý kiến đóng góp quý báu của cán bộ lão thành cũng đang giúp tỉnh có những hoạch định chủ trương, chính sách đúng đắn trong việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thưa quý vị và các bạn, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn, nên vài năm trở lại đây, cây rau đã giúp nhiều gia đình ở thôn Thái Bo, xã Gia Phú của huyện Bảo Thắng trở lên khá giả hơn. Và nhiều ngôi nhà mới khang trang đã được dựng lên giữa một vùng quê, bộ mặt nông thôn ở đây đã được thay đổi thực sự. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Thôn Thái Bo, xã Gia Phú những ngày cuối năm, nhịp sống của bà con nơi đây sôi động hơn so với ngày thường. Những chiếc xe tải len lỏi khắp các con đường làng đến từng gia đình để thu mua rau cho bà con. Sau vài tháng chăm chút cho ruộng rau của mình thì đây là thời điểm bà con tất bật nhất trong năm. Gia đình ông Bùi Văn Tiến có giàn su su rộng hơn 2.000 m2 và đang trong thời kỳ thu hoạch. Năm nay quả su su được mùa, tiêu thụ dễ dàng với giá nhích hơn so với mọi năm. Được sự quan tâm của tỉnh, của huyện mở nhiều các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật. Và đặc biệt là các cái lớp đi sâu vào cái việc, tức là chỉ cầm tay chỉ việc mà thời gian nó dài thì nhân dân, một số hộ tham gia cái sản xuất thì là đã đạt được các cái hiệu quả cao, biết được các cái bệnh tật rồi thì sản xuất ra cái số lượng sản phẩm lớn mà đảm bảo an toàn cho thị trường. Theo tính toán của bà con nông dân, việc trồng rau đem lại giá trị kinh tế từ 30 đến 40 triệu đồng trên một hecta, cao gấp 3 lần so với cây lương thực truyền thống trước đây. Sau khi thu hoạch, thay vì vất vả đem đi tiêu thụ, giờ đây người trồng rau yên tâm bởi được các thương lái trực tiếp đến tận vườn thu mua theo hợp đồng liên kết từ đầu vụ. Cái sản phẩm tiêu thụ của bọn em là nó rất là nhiều. Và rất là nhiều thì cái sản phẩm của em đương nhiên là phải được uy tín. Thì nơi em lấy hàng thì rau này ở đây là rau bà con trồng chỉ là phân rau không thôi. Chút là sâu cũng có nhưng đảm bảo là lúc em mua là thu mua đảm bảo là rau sạch. Trước kia, do phát triển manh mún, thiếu kiến thức và chưa có sự liên kết tiêu thụ sản phẩm nên cây rau của người dân luôn bấp bênh. Thế nhưng tất cả đã thay đổi khi huyện Bảo Thắng có chủ trương xây dựng vùng sản xuất rau an toàn hoạt động theo mô hình hợp tác xã. Ban đầu chỉ là vài hộ, đến nay vùng sản xuất rau an toàn ở xã Gia Phú tập trung ở 3 thôn là Rau Ngay, Rau Tiến và Thái Bo với diện tích là 52 hectare, với gần 200 hộ tham gia. Người dân tham gia hợp tác xã được tìm hiểu về quy trình sản xuất rau theo mô hình Việt Gáp một cách bài bản. Chúng tôi là sẽ đầu tiên đó là xác định các cái khu vực để mà có thể là sản xuất được cái nông nghiệp theo cái quy mô lớn đối với một số cái sản phẩm chủ lực. Sau đó là sẽ tuyên truyền quảng bá để làm sao mà hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật thâm canh, rồi là cái hình thành cái tổ nhóm cũng như cái hợp tác xã trong cái khu vực đó. Sau đó là sẽ hỗ trợ các cái tổ nhóm cũng như là cái hợp tác xã hay là cái đơn vị đại diện cái tổ nhóm nông dân này hoàn thiện các cái vấn đề về pháp lý như là cái điều kiện về an toàn thực phẩm, rồi là xác nhận theo chuỗi, rồi tem nhận diện sản phẩm các thứ. Sau đó là sẽ mời gọi các cái doanh nghiệp mà có khả năng tiêu thụ để tham gia liên kết. Một trong những hướng đi bền vững đang được ngành nông nghiệp huyện Bảo Thắng tập trung đầu tư là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích. Ngoài việc hỗ trợ người dân về vốn kỹ thuật canh tác, huyện Bảo Thắng đang chú trọng xây dựng thương hiệu hàng nông sản, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm nông sản của bà con. Hiệu quả kinh tế từ mô hình sản xuất rau an toàn ở thôn Thái Bo chỉ là một điển hình trong nhiều vùng trồng rau theo mô hình này của Lào Cai. Không thể phủ nhận là đời sống của bà con không ngừng được nâng lên và thôn Thái Bo này đã thay ra đổi thịt từng ngày. Vâng, và điều quan trọng hơn là mô hình đã tạo được sự chuyển biến cả về nhận thức, tư tưởng, hành động của người dân trong sản xuất rau an toàn chất lượng. Và tới đây thì chương trình Lào Cai ngày mới của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.